Theo báo cáo mới nhất về tình hình trên chiến trường, quân đội Nga và quân đội Ukraine tiếp tục giao tranh dữ dội. Cả Moscow và Kiev đều tuyên bố đã tấn công các mục tiêu quân sự của đối phương, bao gồm các cơ sở quân sự và kho đạn dược. Ngày mùng 8 tháng 1, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng phòng không nước này đã tấn công các tuyến phòng thủ của quân đội Ukraine bằng vũ khí có độ chính xác cao, đồng thời đẩy lùi các cuộc tấn công của quân đội Ukraine theo nhiều hướng ở Donetsk, Kubiansk và Kherson. Ngoài ra, quân đội Nga tấn công vào trung tâm điều khiển hệ thống UAV, kho đạn dược và các mục tiêu khác của Ukraine. Lực lượng phòng không Nga cũng đã chặn nhiều tên lửa và máy bay không người lái của quân đội Ukraine. Cũng trong ngày 8 tháng 1, Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine thông báo, trong 24 giờ qua, quân đội Ukraine tiếp tục giao tranh với quân đội Nga ở tả ngạn sông đến Dnipro và các hướng khác. Ukraine cũng phóng tên lửa tấn công các kho đạn dược của Nga và các mục tiêu khác.